biết đâu. Dầm lố Trời ơi, dạ, quay lại giờ đi ra khỏi nhà là phải leo này. Dạ, kính thưa quý bà cô chú, Trường đang có mặt tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Trên đường đi Đồng Tháp về, ông bà cô chú, thì Trường sẽ ghé vô thăm anh Hiền Khờ, ông bà cô chú rất là lâu rồi. Từ hồi bà Hai Giòn, ông bà cô chú ha. Giòn là mẹ của anh Hiền Khờ mất, thì hôm nay Trường mới quay trở lại để thăm anh Hiền, coi cái cuộc sống của anh Hiền, rồi anh trai của anh Hiền là anh Mạnh và chị Dung, ba anh chị em cuộc sống như thế nào ha. Rồi xin chào anh Hiền ha. Hiền với anh là gì? Hiền. Hiền. Hiền hả? Hiền mới chịu chứ không anh Hiền được hả? Không. Rồi Hiền chào chào ông bà đi Hiền. Chào, chào sao sao vậy á? Chào sao cũng được cái tên á. Rồi. Thì răng đâu rồi? Hả? Răng đâu rồi mà nay trống lỏng vậy? Bị nhức quá, cái này nhổ nè, bữa thứ hai thì sao đi rồi? Nhổ rồi mà. Đây nè, hai cái răng giữa đó. Cái này nó bẻ đâu rồi? Nhỏ hồi đó bà còn sống đó, lâu rồi. À, bà mất nay được năm chưa ta? Không, ông đi đám mà, nói gì vậy? Ừ. Cần sáng không? Ai biết, đó không biết. Không biết hả? Không. Năm. Chạy nào làm cái ngày mổ, chắc qua năm không? Em đâu biết đâu nè. Anh kia mới nhự mua. Anh nào dặn? Hả? Anh nào nói mua đồ làm? Anh chứ sáng thứ năm á. Dạ. Mày hổm á, hổm ông đi đám á. À, anh Năm ha. Ừ. À, anh Năm là nhà ở gần đây mà phải không? Rồi, anh thứ Năm mà ấy cái đốc, còn anh Sáu ở Ba Cạn á. Dạ. Ủa rồi không có mở cửa mời khách vô? Bị gì? Chị tôi giữ chìa khóa rồi. Trời ơi, rồi nhốt, rồi nhốt anh ở trong nhà vậy hả? Ừ. Trời ơi. Leo chị lên đây hả? Mà thôi không leo đâu. Dính chưa? Thôi leo té chết. Mà không có té, mà cứ dính chưa? Thôi không có leo đâu. Leo té ông ơi. Té gỗ đi rồi xuống không? Hả? Té đem gỗ xuống. Ờ. Dỡ mua cây bánh kem luôn nha, anh nhiệt tôi. Dễ thương lắm ông bà cô chú, hồi trước bà Hai còn sống á, thì anh sinh nhật, chứ, gì anh sinh nhật bà Hai được một lần, để cái bà Hai nhớ hoài luôn á. Rồi bà Hai mất về giờ tới anh Hiền. Hiền với anh gì? À Hiền hả? Hiền. Rồi tới Hiền, thì Hiền cũng muốn tổ chức sinh nhật giống như má hồi trước vậy đó. Ừ. Hổm giờ má mất rồi chị đi thường vậy hả? Rồi anh ở nhà mình vậy đó hả? Ừ. Rồi chị đi mấy ngày thì chị mới về lần? Đi chơi bữa. Hả? Chơi bữa. Đi bán xốp ảnh á. Bán cái gì ta? Bán xốp rồi đặng anh mua chị á. Bán gì? Bán giấy xốp hả? Giấy số. Vé số hả? Ừ. Hồi trước chị bán la ghim hay gì mà phải không? Bán rồi, cái đầu la nghỉ rồi. À. Bán đồ la không được rồi nghỉ hả? Ừ. Rồi đi bán số hả? À, cái đám giỗ à, anh xe thứ năm, thứ sáu gì à. Rồi anh Mạnh đâu rồi? Đi lượm mày chiều chưa? Lượm chai? Lượm mấy chai, được nhiêu á, cho tính chúng tôi, được nhiêu á. À, thì đi sao? Rồi. Thì sao anh không có đi là không có đi lượm? Hả? Sao Hiền không đi lượm? Thôi, lượm nắng đi không được, trời chi mưa nữa giờ. Ừ? Trời chi mưa, cái đám giỗ rồi, bể vừa trong á. Nha. Vừa có mấy trái hả? À? Ở mà sao ông lên bạn gì hả? Bữa hổ đi vừa kia kìa. Dạ. Tôi có bới bà lại Dung bà học ngồi nhà ông bún tôi quá dữ luôn. Là sao? Là anh coi bói rồi Dung không có cho. Phải ông lên mạng á, mới mới được lên mạng nữa. À lên mạng coi bói là không được hả? Không. Dung quýnh hả? Phải ông ngồi nhà bà học ông khó lắm. Ông nào? Ông thứ sáu á. Vậy hả? Ừ. Mới mới được cứ lên mạng nữa nha. Rồi. Dặn ông vậy á, sau này bà tôi về ông dặn bà phụ lên trên chơi. Ai? Bà Dung hả bà cờ lộng tôi á. Mà sau này mà tá Dung mà cứ bỏ tôi á, ông dẫn bà Phượng lên chơi. À. Cái bữa đó ông đi với cái ông kia rồi. Chị Thanh, chị Phụng á ha. Ừ. Rồi, chị Phụng lâu lắm rồi không có xuống thăm anh ha. Ừ. Thấy đã trời nào bà Dung bỏ đi xa, bỏ tôi bị xứ hả, bỏ luôn á nha. Dạ, anh dẫn em dẫn chị xuống chơi. Ừ, dẫn chị Phụng xuống chơi. Mà chị nào mà bả bỏ đi Đức luôn hả? Là ai? Tạm Dung chị cứ bả tôi Đức á. À. Dạ, ông dẫn chị chơi xuống chơi. À, khi nào chị Dung đi thì mới dẫn được xuống chơi hả? Thôi, bỏ Đức luôn. Sao vậy? Sao bả làm đâu hoài à? Bả mét
thì tôi không có cơm ăn á, nhà bữa bả kêu điện mượn tiền ông thứ thứ sáu cưa cây nè, cưa rồi đó, cưa hai ăn 1 triệu á. Vậy hả? Nhá, người ta đắng xin cái giờ đó. Anh Hiền là nay 40 mấy tuổi rồi đông bà cô chú, chưa vợ chưa con. Hồi trước thì đi lụm dây chai dưới lá, hồi xưa đó thì có một cái xe kéo kéo má đi lụm dây chai, má mất về giờ ở nhà bán 2 chiếc ạ. Vậy hả? Chiếc là 3 chiếc á, thì xe giờ... bán rồi giờ chưa lại cái niệm đó quá. Chưa lại chiếc xe để làm kỷ niệm ha. Bây giờ không có mở cửa vô được hả? Không, chè đi không chuyện vợ Phúc á. Chè lên bằng cái này mà chè qua. Là ai ta? Phúc nào ta? Vợ Phúc đang đám ma của mẹ em á. Vậy hả? Giờ bây giờ bỏ đất rồi, bỏ ông Phúc rồi. Có chồng khác rồi. Chị Lan vô đây vô. Thôi không leo đâu, leo rách quần. Rách quần hả? Leo rách. Mà cho em tiện mua thuốc uống, một uống đỡ không? Được không? Uống răng hả? Được. Chắc răng. Rồi. Chị... biết đâu. Dầm đó. Trời ơi, giờ đi. Hẳn. Giờ đi ra khỏi nhà là phải leo này. Coi chừng rách. Rách quần á. Lâu rồi còn chạch đồ dưới này nữa không anh Hiền? Không, giờ cái bờ không à. Hả? Trời té tôi không đợi. Gì hả? Anh Hiền có... Hiền quá. Hiền, trời ơi, nhất quyết là không cho gọi anh trời. Cách xuống cho không? Tết hay là dỗ, đám dỗ? Ê, phải đám dỗ trước, rồi mà tết xuống nữa, tết à. Mua đồ cúng mà. Vậy hả? Anh vậy, vậy là xuống 2 dịp luôn ha? Ừ. Vừa tết. Tất nhiên anh đâu có xuống được. Vừa tết vừa đám dỗ luôn. Vậy mà tết có đám dỗ không? Không. Tết xuống mua đồ cúng được à? Hồi hồi bây hỏi hài mà ông gì á, hài mà ông đi em chung có bói cái gì chứ vậy ông sĩ mà trong á người ta đi tìm biết ông nữa mà hỏi cái ông cao mà mập á, ông có giỏi rồi có làm rồi ông thấy ông đi đám mới đâu nè mà hỏi thầy mong vậy hả? Cái gì đó giàu lắm, hứa làm cái bà nhận mộ chưa, hỏi ông làm nhận mộ mới chưa, cái ông nói đâu ấy không biết luôn. Là ai hỏi? Người ta hỏi vợ mà hỏi đám của mẹ em á. Biết không? Biết không có vợ ở ngoài đó luôn. Ở ngoài nào? Ở ngoài nhà anh á, ở đâu? Ở Bến Tre không? Bến Tre chỗ cậu Phụng không? Nghe đó không? Không, ở Tiền Giang. Ông Tiền Giang, cậu bà Phụng ở Bến Tre hả? Đúng rồi. Mà biết nhà ông tới chỗ nhà ông ở đó luôn. Cái gì đó. Sao mà hôm bữa em dẫn bạn kia đó, bạn kia xuống coi bói đó. Ông sĩ, ông sĩ. Hả? Sĩ. Cái nhà nhỏ hơn tôi. Nhỏ hơn anh á, đúng rồi. Ừ. Xuống coi mà coi trạch lết hết trơn à, kêu có vợ mà rốt cuộc có đâu. Có đi học nhà đó chưa? Chưa. Nó đi học rồi. Có đi học hả? Ừ. Trúng không? Học nhà mà trúng không? Trúng. Rồi cho nào ra, cho nào, học sao không? Bữa đó ông coi học nghề gì ta? Học nghề cái gì mà... Mai. Nó đây mà gì mà thứ cầm có giỏ sách bằng ấy á. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà, luôn hả? Nhưng mà không có trúng ông ơi, nó đang đi học lái xe. Vậy xe đã vậy? Không, xe máy. Bởi vậy ông Hiền nó coi trạch lách ở trên nè, bây giờ có coi được nữa không? Hay là coi. Nghỉ nghề rồi? Hả? Hay là nghỉ nghề rồi? Ông nhà ông cho coi nữa rồi. Vậy hả? Bữa đó cũng có đó, bữa đó có người ta có can không bây giờ ông mới tấn nước hả? Vậy hả? Ừ. Tấn nước luôn hả? Chưa. Cái tội đi coi bói mà coi trật phải không? Hả? Cái tội đi coi bói mà coi trật phải không? Vậy bữa đặng mà ông cho hồi đặng cái ông đó ba rồi bữa đó ông cho em này cho 500 ngàn á. Đó, bằng cái quần kia kìa. Đó, chỗ bữa họ em đưa anh đi với cái thằng là nhà nhỏ của em đi đưa bữa đi ngoài á. Mẹ ơi, cái số ngoài giờ chuyện vui luôn. Học bà Dung, bà Điển, ông Nhao, ông gì quýnh lần nữa, 2 lần luôn.
Là sao? Quýnh hai lần. Là sao quýnh? Bị đợt đó đâu có coi ngó gì đâu. Cái bữa ông cho ông Mạnh năm 500 không? Ừ. Cho 500. Đúng rồi. Bị lên mạng thì là sao biết được? Thì cho 500 thì có gì đâu mà quýnh. Cái này mà đám của mẹ đó. Đúng rồi. Nhưng mà sao quýnh? Lên mạng. Cái bán điện thoại không phải cái bán gì cái bán gì vậy? Ý là cho tiền nhưng mà sao lại quýnh? Hay là cho tiền rồi anh đi bậy đi bạ thì mới bị quýnh? Không có. Chứ sao? Bữa đó em đi đưa anh mà ông nhà ông Mạnh ở nhà. Ừ. Rồi bắt đầu. Bắt đầu là cái rất tiền. Rất tiền trước. Hồi nào em nó biết bằng quần cũ, bằng quần trắng cũ á. À. Không có thôi. Rồi. À, thôi luôn. Xui luôn rồi rất tiền. Bắt đầu lên mạng, vậy á. Cái mà có Mạnh á. Rồi mới hỏi là tiền ở đâu rồi đúng không? Hả? Rồi chị có hỏi là tiền ở đâu rồi không? Em nó có đâu nói chuyện bà Dung. À, bị rồi. Cái bạn này lên cái máy của ông Đồng Nha. Rồi. Bà Dung luôn, rồi bị luôn. Quýnh hai lần, ba lần chứ. Nhưng mà em hỏi nè, quýnh lý do gì? Quýnh vụ mà giờ mà em giấu tiền á. À. Cái gì đưa cho bà vợ ông Phúc. Cái bữa đó mà cái đám thiệt á. Nhưng mà thật ra là anh bị mất chứ không phải là đưa cho ai hết đúng không? Đúng rồi, mất thiệt. Rồi, hiểu rồi. Mới mất được, đừng có lên mạng nữa. À. Bà Dung bỏ biết chưa à? Xui ha. Thôi bữa nay đâu có tiền đâu mà ấy. Quay. Mới mới được cái lên mạng vụ đó nữa. Vụ tiền á ha. Ừ. À, cho tiền là không có quay nữa. Quay, chơi mà anh đừng có quay, bà chơi mà đừng có quay vô. À rồi, anh em hiểu rồi. Mà ông Thiên Nga, ông Nga ông dặn tôi mà. Cho tiền. Cho lấy mà đừng có quay. Đừng có quay. À. Quýnh ba chập. Vậy đó hả? Ừ. Ông kia ông ác lắm, bà này Dung cũng ác á, sao lại bỏ được rồi. Được rồi, đừng có nhắc tới nữa rồi bữa nào lại mất công cho tiền nữa lại bị quýnh nữa nha. Thôi đừng có nhắc nữa rồi, cho tiền ông dặn á, cho tiền lấy mà đừng có quay vô. Đừng có quay vô rồi, họ khổ ghê luôn. Ừ. Sao không nói sớm? Ai mà biết ra cái bữa đó đông quá là sao biết được. Bữa đó là đã cho lén lúc rồi. Đông. À, bữa đó mà đúng không? Cái ba của mẹ nè, bữa đó hồi nào ta thằng tháng là nửa tháng. Cái nửa tháng quá. Lâu rồi, cả năm rồi. Ừ. Đám giỗ tới rồi mà. Điện tới rồi. Ừ. À, bữa đó à, đám giỗ á. À, dầm đón, dầm. À, bữa nay điện tới dầm chưa? Gần tới rồi. Ừ, qua dầm. Rồi, hôm má mất tới giờ có nằm ngủ mơ thấy má không anh Hiền? Này, anh Hiền đi hoài. Hiền chứ? À, Hiền. À, có. Hồi mà bà cành con chim. Mơ thấy má thành con chim hả? Ừ. Chim én. Thấy má thành chim én. Ừ. Còn vụ dạo đó anh nghe nè. Vụ dạo đó, em kiếm ăn chung em chịu. Bởi là bác kiếm nhiều bán đi. Không chịu bán. Ủa mẹ mất hết trơn. Cái gì? Dạ của em á. Vợ gì? Dạo. Dạo nó cơm ăn á. Gạo hả? Ừ. Sao? Người ta cho nhiều lắm. Yeah. Hồi đó em bán sống mà kiếm ba đu. Bây giờ em kiếm cân đu à. Rồi sao? À, mất rồi. Sao gạo để trong nhà mà mất? Để ở ngoài chỗ ngay cái mộ bỏ chỗ cái xài này nè. Ai đâu lấy ông ơi. Này phải. Ba học một nha, Văn Phúc giờ đã chửi tôi. Ông để ngoài trời vậy rồi nó bị ướt nước hết. Đưa vô trong nhà mà để chứ sao để ngoài mộ? Phải để duyên, phải là để ngoài mộ, để duyên á. À. Chỗ cái xài đó đấy. Rồi. Ngay dầm này tôi đi kiếm vợ ăn nữa nè. Kiếm gì ăn riêng rồi. Bây giờ ăn riêng nồi hả? Bây giờ giờ nào bả ra đây về bả không nhìn tới nữa. Sau này bả mua nữa. Bả ông Nga cho lắm rồi bắt đầu ông Nga quýnh. Họ ông quýnh. Quýnh 3 ông lần rồi 10 lần rồi. Thôi có nói nha. Không có thôi đừng có nói bậy nói bả. Có thiệt. Ông quýnh thiệt. Ông bả học không à. Học vụ dạo luôn á. Không có thì nói bậy nói bạ rồi anh buồn á. Nghe không? Sau này ông bảo tôi đó, ông Nga dạy anh tôi đó. Bỏ đi. Rồi hỏi về má, rồi má biến thành chim về rồi có dặn dò gì không? Không, con chim không à. Vậy hả? Ừ. Rồi cũng không có hồi sống là hay cầu cho anh em mình trúng số lắm mà. Giờ không có về báo số, báo xịt gì hết trơn hả? Không cho số gì hết trơn hả? Ôi, ai biết đâu. À, dạ, kính thưa quý ông bà cô chú hồi trước á. À, mỗi lần Trần xuống đây á, là bà Hai với anh Hiền, anh Mạnh chuyên gia cầu cho Trần trúng số không à.
Mà anh Hiền nữa cũng coi trúng mấy lần độc đắc rồi. Bỏ chặt phải không? Mà tật hết trơn, không có trúng cái gì. Hiền coi riết rồi hả? Hôm tôi đi mấy tay á. À. Cho cái đầu với bà Dung á. Tôi đi mấy tay, tôi coi sới, người ta trúng có công an tỉnh còn sợ luôn á. Công an tỉnh á, còn sợ luôn á. Trúng số mà trúng nhiều ít không biết nha, còn nữa à. Nhưng mà sao hồi trước đi lượm dây chai ngon lành, nhưng mà sao giờ không có đi lượm, đi sợ nắng gì hả? Đi kiếm. Đấy, tôi đi chạy vào dùng bả sao bả bả chạy cho bắt cóc. Bắt cóc ai đâu bắt cóc ông? Bắt cóc về bắt nó báo là sao biết được, bắt cóc về để nuôi hay gì? Không phải, bắt cóc mình chạy nó mổ ra mà không ơi, nó bán không ạ? Bán ở đâu á? Bậy, không có đâu ông ơi. Thì đánh giỏi này mua quay kem bánh kem ha. Đi kiếm tiền để về mà xài chứ. Đó là anh thứ năm chứ sao gì à. Chị thứ ba khổ lắm. Chị vô chỗ đó. Thôi chuyện của chị ấy đi. Hả? Để đừng có nói ở trên này. Chuyện trong nhà đừng có nói trên này. Chị bự chạy vô được hả? Không, em đậu tút ở ngoài kia à. Nào hôm giờ anh Tuấn Vĩ ghé không? Ai? Anh Tuấn Vĩ á, anh ca sĩ á. Ca sĩ để cho bà xe lăn á. Anh ca sĩ á, lâu rồi có ghé không? Không luôn, biệt luôn rồi. Hổng bà mất rồi không ghé luôn hả? Không luôn. Rồi hồi đó có ghé đi nhà thờ trên ăn cái chung á. Rồi hồi đó bà cho ổng cho bà nhiều 10 triệu rồi mua cái hộ cái đầm đám á. Đầm đám mẹ má bữa đó. À. Cho 10 triệu anh sáu giữ. Anh thứ năm giữ luôn. Đôi dùm 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 mới xài hết sao. À. Mẹ bất cả vậy á. Bịt luôn rồi. Vậy anh hỏi khi mà mấy người bạn của anh á mua anh sáu và anh năm kia anh mua lượng cho nó nắng cho nó trái cho mua nha cậu cường. Mua cái gì? Mua cái gì? Mua đồ là nhà mộ á. À làm nhà mộ á hả? Ừ. Chị nói chị mua làm nhà mồ thì em đâu có vậy anh cái người mà làm đá đá ấy làm nhà mẫu anh sáu dặn vậy á. Thôi cái đó em không có hứa đâu, để khi nào có đủ duyên thì làm, còn không thì nào dư chai ha, thì các anh chị ở trong nhà phải tự tính chứ vậy. Chứ đâu phải cái nào cũng xin người ta được anh. Hôm bà cho nuôi bà về bà ấy tôi gãi vô ông trên trường nè, hứa làm cái nhà bà kia ông á chừng nào mà bà ở đây nè anh làm cắt cái nhà cần chế gì á, nhà tiền chế cho chị Sáu gì đó hả? Ôi, chị đi tôi nuôi á. À. Bà nuôi á. Hồi trước á em nói cho nhìn nghe nè, hồi trước á mạnh thường quân giúp là thấy hai mẹ con anh với lại bà hai lớn tuổi rồi đi lụm dây chai mưu sinh, thấy thương lâu lâu ghé cho quà cho tiền xài những cái thứ thiết yếu thôi, còn bây giờ xây cất trong nhà nhà thì cũng đủ che nắng che mưa rồi, cho nên là mình không có xin thêm những cái thứ khác nữa. Dạ, xin chùm, cảm ơn. Cái nào mà cần thiết quá thì mình mới xin thôi ha nhìn. Ừ. Đúng không? Ừ. Còn những cái như mà mình không cần thì thôi không có xin, đủ duyên thì người ta cho, còn không thì thôi ha. Hỏi mà đấy mà là ông thứ năm cái lộn mà Dung đâu có nói chuyện đâu. Kể đi, chuyện của anh chị kể đi. Giờ chuyện của mình là giờ tới đây là anh Hiền giờ má cũng mất rồi. Ừ. Rồi anh tới đây anh tính đi làm gì? Ừ. Tới đây anh sẽ đi làm gì? À. Anh á, Hiền á. Ở nhà không à? Ở nhà hả? Ở nhà thì tiền đâu xài? Mà mất đi lộn. Hôm đi lên mấy tay xin tiền vậy đó ăn. Đi xin tiền ở ngoài đường á hả? Ở trong chỗ nhà giàu bán giặt đá cát nè. Đi nè, xin tiền mượn nhà nghe đi ăn. Vậy chắc là quen mà. Biết mấy tôi hả? Thầy có biết bán số, anh Hiền biết bán số không? Thôi bán số chúng giật hơn vậy thôi. Vậy hả? Không được. Chị Phụng chỉ đời xuống không? Chị Phụng á. Sao? Chỉ đời xuống không? Đời xuống ngay nhá hả? Ừ. Lâu rồi em đâu có gặp được chị đâu. Chị giờ ở đâu? Ở Bến Tre hả? Ở đâu Bến Tre á? Chị làm gì sống?
Em cũng không biết nữa. Chị có chồng chưa? Chưa hả? Chưa, đang chờ anh đó. Thiệt hả? Hả? Thiệt hả? Thiệt chứ. Bà Dung bà dễ bả chịu chừng nào bả mà bả đứt ăn dẫn bả chơi ở đâu đi ba đêm. Đi có ba đêm thôi hả? Vậy nào bả đứt cái tôi nha. Chưa, ba chưa bỏ. Vậy nào bả đứt hả? Rồi sáng hay là bữa nào chạy xuống đi, chạy xuống chị Phụng đi. Ở đâu? Nay đi không, em chở đi. Không được. Nay đi luôn nè. Không được, có gì bây giờ phải lo, không được. Tại chung đi 3 ngày mới về mà. Không được. Chứ sao? Chứ nào mà bỏ đất hả? Khi bỏ nào? Đất ai dặn xuống nè. Tôi không biết đường đi. Khi nào bỏ hẳn rồi mới đi được hả? Cái chung bỏ tôi đất ảo dặn xuống này à. Thế được. Dẫn chị Phụng xuống đây hả? Ừ. Anh phải đi thăm chị chứ. Tôi đã biết đường đi mà đi. Thì em dẫn đi nè. Thôi lạc đường chết. Thôi em chở đi mà sao lạc, em biết đường. Đi. Thôi. Em dẫn anh đi. Thôi. Trời ơi. Ta cưới vợ ta phải đi kiếm cho ông ngồi chỗ mà chờ xuống sao có. Vợ mà dặn cứ cho mượn ha. Hả? Cho mượn ha. Cho mượn cứ mượn. À cho mượn vàng á hả? Ừ. Đám bà trả đi. Đám xong trả hả? Ừ. Vậy khác nào ông lừa đảo chị Phụng. Cái gì vậy đó? Ông đưa vàng ra rồi ông cưới vợ xong rồi cưới được vợ rồi ông lại lấy vàng lại trả cho người ta, vậy thì khác nào ông lừa đảo. Chị ơi. Hả? Chị ơi. Giờ phải đi làm rồi tích cóp rồi để mà mua vàng chứ. Người ta hứa cho đồ mà em bé bằng ngủ á. À. Cái đồ mà em bé trai giấy ngồi cho cái đó. Hiểu rồi. Hứa cho tôi hai ba con cái gì à, có giờ hả cho. À. Ở trong đây á. Bây giờ cho bây giờ. Rồi khi nào có vợ mới cho phải không? Ừ. Dạ. Nào có em bé cho. Khi nào có em bé mới cho lận hả? Cứ vợ là có bé đẻ mình nuôi nó. Thì cưới vợ là một chuyện, có em bé là chuyện khác chứ ông. Cứ nó dễ mà. Hả? Sao vậy? Ông xuống ông là nào ông dặn vợ xuống chứ. Ông hả? Không. Sao vậy? Lên chỗ dặn xuống à. Dặn coi chị biết tôi không? Biết. Biết nào biết lâu chưa biết. Hồi đó bà còn sống. Cái đi là nào không mà biết vậy hồi đó thì nè vậy anh được hai bà, cái bà mà đằng mẹ em còn xấu hơn cái bà đằng bà nào nữa. Anh có con nhỏ gì mà tóc vàng, tóc vàng y vậy á, y nhỏ nãy luôn á. Anh có một bà bà nhỏ rồi tôi coi ông hai bà hồi trước ông coi tôi hai bà phải không? Cái bà hồi đó mẹ em còn sống rồi à, chưa gì đây mẹ em còn sống chưa gì đây. Chưa gì đây? Thấy chưa? Rồi, chưa vậy? Công an. Nhỏ này hả? Ờ. Bà lớn, bà nhỏ, bà lớn. Còn bà chưa ra. Bà nào nữa? Bà nãy có đứa con đó là bà nhỏ, bà có gì lần rồi. Vậy hả? Cứ nhỏ lại đâu rồi. Cái này là bà lớn, cái này không biết. Bảy đó bà. Ông có hai bà gọi nói chuyện. Hồi đó tôi coi bối mà. Coi bối là nè, bà này bà gì đây? Bảy. Có gì lần? Ông nói bậy nữa rồi. Đó là bà Loan mà ông ơi. Ai? Đó là chị Loan khác. Bà này bà Loan hả? Tào lao quá. Bà có chồng chưa? Có con hả? Có con rồi. Ở đâu à? Bà đã... Chị vậy? Ở đâu à? Hỏi đây liên hệ hay gì? Phải giấy tôi cho số kim tôi nữa. Thôi. Còn vợ anh nãy là già tóc vàng hả? Ừ. Thì bà gì bà không biết em không? Chưa biết. Biết, coi trên điện thoại biết rồi. Mà lên mạng hả? Ừ. Còn ông ca sĩ ông biết em hồi đó tôi coi với ai trên đường ông trai nhà thờ á. Vậy hả? Vậy ông được 3 giờ lên mạng luôn, bắt đầu ông nhà ông quýnh tôi 20 chặt nữa, chụp đúng chưa? Sao mà ông làm sao mà để người ta quýnh hoài vậy? Em biết bị con bới vậy? Chứ ông gì ông vẫn coi kìa. Hả? Cái ông ca sĩ chưa kia tôi coi. À, coi xong rồi bị quýnh hả? Không phải. Lên mạng luôn. À. Y máy của anh thì hỏi của anh á. Dạ. Mỗi lần coi bói là bị quýnh hả? Quay mà lên mọi lên mạng á ngay chốc luôn. Dạ. Yeah. Ông coi cho tôi trạch thích tên nè. Coi cho tôi hồi trước 5 vợ phải không? Rồi. Hát có 2 à? Hồi trước coi tôi 5 vợ cái. Hồi đó bả còn sống mà. Hồi đó. Còn ở trên mạng kìa 5 vợ rốt cuộc giờ còn 2 vợ, 2 vợ cũng chưa có nữa. Tôi đã có vợ đâu? Vì cái hình á. Hình đây là tôi chụp. Lại chứ đâu có phải vợ. Gì vợ anh này mà đã vỡ xuống chạy xuống nha. Đã nói chưa có vợ mà lấy gì vợ. Ôi nó bộ. Thiệt. Tôi giờ như ông vậy đó, không có vàng cho nên là không có vợ.
Ba mà không dở ai tin ông ơi. Thiệt, chưa có dở. Bây giờ dưới này có ai không, giới thiệu đi. Hả? Giờ dưới này có cô nào không, giới thiệu đi. Ôi, dễ ai chịu không? Sao? Sao không chịu? Này lên gỗ này nha, chắc làm gỗ quá, không có làm đó. Mà sợi dặn thầy cao sư đặng mà đó, mà tụi con nghe cô mẹ mà làm nhỏ xíu à. Vậy hả? Giờ chị nói xuống xuống chơi cầm xuống rồi đi anh. Thầy nói sao? Đám gỗ làm nhỏ. Cúng cha không phải cúng mặn. Vậy hả? Làm cúng chay hả? Làm mấy mâm, tính làm mấy mâm hiền? Ai biết, chị Thanh Dung. Mà, anh khi nào mà mưa xịt quay sẵn á, mưa về cúng một cái mình ăn luôn Chị anh mua bia nha. Anh chứ sáu chứ. Có biết nhậu không? Anh biết nhậu không? Không biết nhậu. Không biết nhậu thì mua bia chị không? Có anh tôi biết nhậu. Mua hai thùng bia. Với vài nước ngọt á. Vài 10 chai nước ngọt á. Còn anh bổ ngồi đó bố á. Cái đó anh mua được. Cúng đồ quá luôn. Với bông bông quậy luôn nha. Bông quậy luôn à? Bông quậy mới á, được. Bông quậy. Bông quậy mới. Cái hàng đó còn cây dần chưa có giỏi đó. Chưa giỏi luôn. Giống ông luôn hả? Có nhiều chị con Phượng có chồng quá trời. Mà sao giờ khi nào đi chị Phụng nói biết để mà em liên hệ nè. Được. Ngày nào bà Dung bỏ đất rồi ông nhảy xuống mới được. Biết khi nào? Vậy bớt dạng bây giờ không nói chuyện ông thứ năm rồi, dặn rồi. Bà Dung á, cái lộn rồi, bữa hổm đám đá ba, cái lộn chập rồi. Rồi vậy thôi, khi nào ông đi được ông điện tôi nha. Đâu? Đi được chị Phụng á thì điện tôi xuống tôi chở. Đâu có đi được, bị mất bà Dung là sao đi được. Vậy giờ sao? Tôi đâu biết chở đâu rồi đi. Thì đã nói tôi chở mà, chỉ có ông sắp xếp được cái ông điện để lên tôi chở đi mà. Ai? Không. Thôi không chịu đâu. Hay là bữa nay mình tranh thủ mình đi xíu rồi mình về. Giờ mình đi xíu rồi mình về. Được. Bây giờ tử bà đà, hổm tôi đi. Bà kiếm tôi rồi mà giặt, bà bính quái quýnh luôn. Người ta kêu dữ chân. Thua ha. Thôi vậy thôi tôi về à. Chứ ông không đi thì tôi lên tôi rủ ông đi nhà chị Phụng chơi, mà ông không đi thì sao? Nhà bảo bỏ tôi hả? Ông nhảy xuống rồi. Tận sáng nửa tháng rồi người ta cho hộp kem kìa. Chơi tôi hộp kem á. Tôi tặng bà Phụng được. Ông dẫn đi tôi có hộp kem. Rồi thôi không đi thôi tôi về nha. Xin tạm biệt quý ông bà cô chú ha. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú tập tiếp theo. Bữa nay Hiền không có coi bói được. Tại vì Hiền sợ bị quýnh rồi. Đó rồi.